because of the spraying of toxic chemical substances during wartime in Vietnam. Cùng nghĩ đâu cùng chó quá, nếu mẹ hết hơi được thì cũng phải chịu, mà kêu hết hơi được thì phải chịu. Chị thì nói đi dọn cái tươi, dọn cái thò đình cho một số phần của ai vợ chồng rồi thì có gì chịu thôi. Important, good job, and then we have handicap like me. What is the difficult thing? I'm happy I live by myself, independence in everything. Puis au cours de ces 35 années qui m'ont suivi, ceux qui en souffrent toujours. Je désirerais faire mon devoir de mémoire.